Lên chân,
tay lên chân của ta lên thôi. Ảnh trận đấu chung kết của Như Quỳnh đến từ quận 7 đối đầu với Thị Lệ đến từ Tân Bình. Thì trận chung kết này là mọi người thấy là cả hai đối thủ đều có gọi là một cái sự chênh lệch khá là lớn, khi mà Thị Lệ chênh lệch chiều cao với Như Quỳnh khá là nhiều. Nhưng mà bản thân mình thì thích cô bé Như Quỳnh, ở đây là một điểm là cô bé rất là kiên trì và phải gọi là độ lì đòn rất là cao. Mặc dù đại diện đến từ đơn vị quận 7 thiếu một chút may mắn trong cái việc mà giành chiếc huy chương vàng tại hạng cân 46kg nữ kickboxing trẻ, nhưng mà em đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hết sức là cay cấn cũng như là mãn nhãn. Và cũng xin chúc mừng đơn vị đến từ Tân Bình, Thị Lệ đã giành chiếc huy chương vàng tại hạng cân 46kg nữ. Mọi người có để ý hay không là lứa tuổi trẻ hiện giờ đánh không thua gì lứa tuổi vô địch cả. Đó là một điều gọi là minh chứng cho cái việc mà ngành thể thao Việt Nam của chúng ta đang khá là phát triển. Và cũng hy vọng rằng là ngành thể thao Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của các khán giả yêu thể thao trong và ngoài nước, cũng như là nhận được thêm nhiều sự tham gia của các võ sĩ. Tại vì mình thấy là nhiều giải đấu càng lúc là số lượng võ sĩ tham gia khá là nhiều, thì chứng tỏ rằng cái việc mà mọi người yêu thích thể thao cũng như là đến với võ thuật cũng gọi là khá là đông. Nếu mọi người muốn cập nhật tin tức về thể thao một cách sớm nhất thì mọi người có thể theo dõi kênh Sao Thể Thao qua hai nền tảng là TikTok và YouTube. Và xin cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.